Đây mình có một cái chậu lan hồ điệp rất là to. Đây, hôm nay mình sẽ không nói về vấn đề mà kỹ thuật, một cái vấn đề mà mỗi vấn đề rất là lạ các bạn. Đó là cái chậu hồ điệp này á, là hơn nửa năm nó không có chịu phát triển về lá các bạn. Đó. Nhưng trong thời gian đầu mùa mưa này nó lại phát triển về lá. Tức là hồi đợt mình lấy á, là nó khoảng 2 tháng 9 năm rồi. Thì nó về nó cũng y xanh tốt vậy thôi. Nó không có lên một cái lá nào các bạn. Từ đó tới giờ không có lên một cái lá nữa. Xong rồi cái vô đầu mùa mưa, tức là khoảng nửa năm, thì nó bắt đầu nó lên được 3 lá rồi các bạn thấy không? 3 lá. Đây lên được 2-3 lá nè. Ở đây cũng được lên 2-3 lá nè. Đây được 2-3 lá nè. Tất cả các ngọn đều lên hết. Và rễ phun rất là mạnh. Đây là một cái cây lan mãn thiên hồng. Tức là một cây lan hồ điệp đẹp mà người ta hay ưa chuộng để chơi thôi. Không phải là cây lan gì ở rừng hay là phức tạp, mà rõ ràng là nó có một cái tính chất rất là lạ, là nó có cái mùa nghỉ, nó nghỉ tới 6 tháng nó không có ra gì hết, nó rụng khoảng 2-3 lá thôi, không có nhiều đó. Hiện tại bây giờ tất cả nó đều ra rất là đẹp, mưng mởn luôn, cây khỏe mạnh cứng cáp, và hiện tại đang đặt dưới mưa chứ không có bạc trong luôn, tất cả là nó là dưới mưa bình thường. Thì nó mình cũng không hiểu tại sao nó không chịu ra, mình cũng cứ để vậy thôi, thì cũng cho nó ăn phân tưới thuốc, cũng chích rễ cái này kia, nhưng mà nó không chịu. Thì hôm nay thì mình quay video này thì mình muốn nói một điều là nếu các bạn chơi lan mà không có sự kiên trì thì chúng ta rất là sốt ruột, là sao cái cây lan nó không có chịu ra rễ mà cũng không có chịu ra lá nữa, không chịu ra cái gì hết trơn. Hôm nay thì nó ra rất là nhiều các bạn, rất là mạnh, mình cũng không có thay đổi luôn, mình cũng không có thay chậu luôn các bạn ha. Thì theo mình suy luận thì chắc là nó có mùa nghỉ. Nó mùa nghỉ có nghĩa là nó nghỉ tới 6 tháng các bạn. Hoặc là thứ hai nữa là cộng mùa nghỉ và cộng thêm cái đem về nó khí hậu nó sốc. Nó sốc ha. Tức là vừa lấy hồi 2 tháng 9 năm rồi đem về cộng với nơi mới, cộng với nó vô cái mùa nghỉ. Đó. Thì nó mùa nghỉ là cái mùa đông rồi các bạn. Mà cái gì mà nó nghỉ tới 6 tháng thì đúng là hơi bị sốt ruột các bạn. Một chậu lan cũng rất là đẹp, khổng lồ. Mình đếm khoảng 150 lá nguyên cái toàn chậu này. Cái chậu này mình cũng có kêu bán, nhưng mà nói chung giá vài triệu thì có lẽ khách hàng cũng khó mua, vì cái chậu này nó đẹp nhưng mà cái giá tiền nó hơi bị cao nên khách hàng không mua nổi trong thời gian vừa qua. Nên mình cũng đang định suy tính nên mình xả lẻ ra mình bán từng cây. Ví dụ như mình xả lẻ ra cái cây này mình bán rẻ rẻ cũng dễ bán, ví dụ 1 triệu mấy 2 triệu thôi cũng được. Nhưng mà nó uổng quá các bạn, nó uổng quá. Nguyên cái giò nó như cái hòn non bộ vậy đó, nó rất là đẹp. Nay nó lên lá mới nữa, nó còn đẹp khủng nữa. Nên chưa, mình cũng chưa có quyết định như vậy. Các bạn có thể cho mình xin thêm ý kiến đối với cái chậu lan khủng này mình có nên để lại không, hay là mình xả nó ra để mình dễ. Còn để lại chơi thì cũng được, nhưng mà chơi cũng nửa năm hơn rồi, ngắm nó hoài rồi, thì cũng cần cho một bạn có một chậu lan hồ điệp khủng về chơi chứ. Thì mình tin tưởng rằng cái chậu lan hồ điệp này có thể nói là chậu to nhất thị trường luôn. Mình đi nhiều cuộc thi lan, nhiều vườn lan, nhưng mà mình không có thấy chậu lan nào mà hồ điệp nó khủng khiếp như vậy các bạn. Một chậu lan hồ điệp khủng khiếp, quá khủng khiếp luôn các bạn. Một trên 150 lá, sắp tới là nó đang tăng trưởng như vậy thì nó ra còn nhiều lá nữa, tuyệt vời. Nếu mà chậu lan này mình để một tới đây cuối năm, mình nghĩ cho nó quen ở vườn mình, chắc năm nay nếu mà không ai mua chậu này thì mình sẽ theo dõi coi cái chậu này năm nay tới cuối năm đó, nó có tăng trưởng hết luôn không, hay là nó lại nghỉ tiếp 6 tháng. Nếu mà nghỉ tiếp 6 tháng thì lâu lắm đó. Và cuối video mình cũng muốn chia sẻ các bạn một cái bí quyết là khi cây lan mà nó nghỉ lâu thì khi nó bung chồi bung lá nó sẽ bung cực mạnh các bạn. Cực mạnh luôn nha, đi cực nhanh luôn. Thì các bạn có cái này thì mình cũng chia sẻ và mình đã được kiểm chứng nhiều lần. Tức là chúng ta sẽ làm cho nó cây phát triển thật mạnh khi mà nó qua mùa nghỉ các bạn ha. Mình cảm ơn các bạn đã xem video My Way chia sẻ về một cái gút mắt cho cái chậu lan mà sao nó nghỉ lâu, và cũng nên chia sẻ xẻ cái chậu lan này ra không, vì nó to quá. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Xin chào các bạn.